Thưa quý vị, mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ. Trước đó, cử tri đề nghị thành phố quan tâm đầu tư xây dựng khu dân cư thu nhập thấp để tạo điều kiện cho những người có thu nhập thấp có điều kiện mua nhà, ổn định cuộc sống. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có 6 dự án nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp khu vực đô thị, nhà ở công nhân khu công nghiệp với tổng diện tích là 56.613 m². Trong đó, một dự án đã hoàn thành với diện tích gần 9.000 m². 5 dự án được chấp thuận đầu tư, đang thực hiện đầu tư với diện tích gần 48.000 m², gồm nhà ở xã hội Gia Phúc của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ, nhà ở xã hội chung cư Phước Thới của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vũ Thành Dũng, chung cư nhà ở xã hội của Công ty Cổ phần Nam Long Hồng Phát, chung cư nhà ở xã hội của Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Phú Cần Thơ, chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan 5C của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Địa ốc Hồng Loan. Tổng số căn nhà ở là 2.417 căn với tổng diện tích sàn là 166.506 m². Cụ thể, 300 căn đã hoàn thành, 2.117 căn được chấp thuận đầu tư. Trong thời gian qua, thành phố đã thông báo về các dự án nhà ở xã hội đang triển khai, điều kiện để hưởng chính sách đến các đối tượng có nhu cầu. Đến nay, các cơ quan chức năng của thành phố đã công bố danh sách các khách hàng đủ điều kiện thuê nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố là 640 đối tượng. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cho biết, vào kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố cuối năm 2020 tới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết định việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cho phù hợp tình hình thực tế phát triển kinh tế xã hội. Sau khi được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, sẽ là cơ sở để thúc đẩy phát triển các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, đáp ứng nhu cầu của người dân.